Bạn có iPad hoặc bất cứ máy tính bảng gì khác nữa. Bạn có điện thoại hệ điều hành iOS và cả Android. Bạn muốn một chiếc bút dùng cho tất cả các thiết bị trên? Có không? Có luôn! Trên tay mình đang là chiếc bút iPen Max của thương hiệu OneSmart Việt Nam. Về thiết kế thì khá giống với Apple Pencil 2. Còn về kết nối thì lại khác hoàn toàn. Bạn chỉ cần nhấn nút 2 lần vào đây là có thể dùng được luôn, chứ không cần phải kết nối Bluetooth hay gì cả. Chất lượng vuốt, viết hay vẽ thì khá là nhanh nhạy, mượt mà, trơn tru, chính xác, độ trễ cực thấp. Đặc biệt có thể tương thích trên tất cả các thiết bị của Android hay iOS, nên tất cả các máy tính bảng đời cũ, kể cả chiếc 2018 vẫn dùng ngon lành. Khi sử dụng bút cảm ứng trên những thiết bị có màn hình lớn như máy tính bảng thì sẽ rất hữu ích, nhất là với những gia đình có con nhỏ vì sẽ giúp các bé có thêm công cụ để vẽ. Giúp cho mọi người làm những việc liên quan đến thanh kéo, edit video, chỉnh sửa hình ảnh một cách chính xác, tăng năng suất và hiệu quả lên rất nhiều. Ngoài ra, sẽ không bị bám vân tay lên màn hình, gây mất thẩm mỹ nữa. Giá thì chỉ bằng 1/4 Apple Pencil, nhưng lại đem lại trải nghiệm tuyệt vời như thế này thì đúng là hết nước chấm phải không mọi người ơi?